Ngục gia cuồng long chương 1276 vận khí tốt quá mức song phương đi tới cửa lớn thời điểm, một hàng đội xe cũng hướng về hội trường phương hướng lái tới. Bốn chiếc cải tiến Land Rover mở đường. Ở giữa là bốn chiếc Bentley nhà xe, đằng sau đi theo thanh nhất sắc lao vụt, chỉ là đội xe lên đường liền chiếm cứ nửa cái đường phố, một đường lái tới không biết chịu đựng bao nhiêu chú mục lễ. Rõ ràng là Nam Dương Giáo hội đội ngũ, ngồi ở trong đó chắc cũng là Nam Dương Giáo hội nhân vật trọng yếu. Hắn nhìn không giống một cái võ giả, ngược lại là càng giống một cái nhiều năm bầy mưu nghĩ kế trưởng khống đại cục tập đoàn cao tầng. Lúc này trong tay hắn đang cầm lấy một phần thật dày tư liệu, hoặc giả thuyết là danh sách. Thần sắc lãnh đạm từng chương xem xét, cuối cùng kết thúc đến cuối cùng một tấm trên tờ giấy kia bỗng nhiên dán vào tần phong ảnh chụp có quan hệ hắn tài liệu cặn kẽ cũng đều bày ra ở phía dưới thậm chí ngay cả tần phong mạng lưới quan hệ đều bị điều tra nhất thanh nhị sở có thể nói trong đó có một số việc lâu đời đến tần phong chính mình cũng không nhớ rõ nhưng hết lần này tới lần khác trên tư liệu viết nhất thanh nhị sở nghe vậy bên cạnh hắn tóc vàng nam nhân cũng tới hứng thú tiếp nhận tư liệu liếc mắt nhìn Tần Phong phía trước 22 năm tư liệu chính xác không có gì đẹp mắt, từ hắn bị Tần Thục Phương ôm về nhà sau, vẫn bị các nàng hai vợ chồng xem như con của mình nuôi dưỡng. Khi đó Đường Trấn Hải danh nghĩa kinh doanh một công ty nhỏ, năm vào mấy trăm vạn không thành vấn đề, gia cảnh coi như giàu có. Về sau Đường Khả Hân xuất sinh, một nhà ba người đã biến thành một nhà bốn miệng, cũng coi như vui vẻ hòa thuận. Tần Phong từ nhỏ thành tích cũng không tệ, ngoại trừ tới Long Đô du lịch năm đó gặp Đái Nhược Lan. Thời gian khác cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhìn xuôi gió xuôi nước nhưng lại buồn tẻ nhàm chán. Tóc vàng nam nhân biết, ngồi ở bên cạnh mình nam nhân này tuyệt sẽ không làm chuyện vô ích càng sẽ không đối người khác sổ thu chi cảm thấy hứng thú. Hắn sở dĩ điều tra tần phong phía trước 22 năm bất quá là muốn nhìn một chút tần phong thân phận còn có hay không cái gì chỗ đặc biệt. Một người có thể vận khí tốt nhưng mà thật có thể hảo đến nước này sao? Hơn nữa tần phong tự thân cũng không tránh khỏi quá mức truyền kỳ một điểm. Thế nhưng là tần phong lại tại ngắn ngủi trong thời gian 5 năm. Vậy mà trực tiếp từ một cái cái gì cũng không hiểu tiểu bạch đã biến thành địa cảnh sơ kỳ tông sư. Lúc đó triệu khải bảo tiêu hạ thủ vô cùng hung ác tần phong thẳng đến bị xe chở tù lôi đi một khắc này một cái chân cũng là khập khễnh nhưng mà đại gia đối với hắn thiên tài thân phận nhận thức toàn bộ đều cho là hắn là từ nhỏ liền bắt đầu tu tập võ đạo nếu là tất cả mọi người đều biết hắn là năm năm trước mới bắt đầu tu tập võ đạo bây giờ lại có thể nhảy lên trở thành địa cảnh tông sư chỉ sợ nhìn hắn ánh mắt liền không chỉ là thiên tài phải nói là quái vật chân chính quái vật. Ha ha, xem ra trong thời gian 5 năm này, cái này gọi người Tần Phong tại U Minh ngục giam biến hóa không nhỏ a. À. Tóc vàng nam nhân rõ ràng cũng nhìn ra trong đó không thích hợp, khẽ cười nói: "Trước 22 năm chưa từng có tiếp xúc qua võ đạo, bây giờ lại có thể cùng ngươi ta ngồi ở một chỗ, cũng khó trách Long đạo lăng sẽ vừa ý hắn." Nâng lên Long đạo lăng cái tên này, tên kia long quốc nam nhân ánh mắt rõ ràng mờ mịt không ít bất quá khóe môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt đúng vậy a à, có thể để cho ta người sư phụ này coi trọng người đương nhiên sẽ không kém tóc vàng nam nhân trêu chọc lấy nhìn về phía hắn đúng a à, ta mới nhớ trước ngươi cũng là long đạo lăng đệ tử bất quá đáng tiếc a à, ngươi cái này ái đồ vị trí bây giờ chỉ sợ là đổi chủ đối với tóc vàng nam nhân mang theo nói đùa tính chất khích bác ly dán nam nhân không có nửa điểm phản ứng hiện tại hẳn phải biết ta vì sao lại đối với tần phong tò mò thân là sư huynh ta tự nhiên là nên quan tâm một chút sư đệ nam nhân khóe môi mỉm cười nghe thấy ngữ khí của hắn thậm chí còn có một loại cận hương tình khiếp ấm áp nhưng nếu là nhìn thấy ánh mắt của hắn liền sẽ phát hiện cặp kia con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy phổ thông đêm khuya bình tĩnh mặt biển nhìn không thấy đáy dưới có cỡ nào sóng lớn mãnh liệt tóc vàng nam cười cười hoàn toàn không có để ở trong lòng vừa vặn ta cũng nghĩ xem vị này trẻ tuổi nhất địa cảnh tông sư đến cùng có bản lãnh gì Chương 1277 hạt giống bộ dáng tên kia Long Quốc nam nhân đối với tóc vàng nam lời nói từ chối cho ý kiến, ngược lại là đột nhiên nhảy chuyển đến một cái đề tài khác, "Đúng." Võ Minh, người lần này đem Tần Quan Sơn nhi tử mang đến sao? "Đương nhiên, ta người đã tới hồi báo." Lần này Tần Quan Sơn nhi tử cũng đem xem như đặc biệt khách quý có mặt. Tóc vàng nam nâng lên cái này, thần sắc lập tức nghiêm túc lên bất quá hắn bên người hiện tại cũng kiên nhẫn điện người trong bóng tối giám hộ chúng ta chỉ sợ rất khó hạ thủ không cần đem người mang đi chỉ cần tìm cơ hội từ trên tay hắn cầm tới đồ vật là được rồi nam nhân lắc đầu tần quan sơn ban đầu ở trong cổ quốc lâu lan bắt được đồ vật rất có thể ngay tại con của hắn trên thân bất quá nhìn những người khác còn không có đắc thủ căn cứ vào điều tra của ta cái này gọi người tần thiệu phong mặc dù là tần quan sơn nhi tử nhưng nhìn chính hắn tựa hồ cũng không biết tần quan sơn để lại cho hắn đến cùng là cái gì tào tại long quốc cảnh nội nháo sự đối với chúng ta tới nói rất nguy hiểm đặc biệt là đối với một cái bị hằng điện trọng điểm người bảo vệ hạ thủ rất có thể làm cho cả giáo hội đều thua bởi long quốc ngươi thật sự có chắc chắn sao Hắn không biết cũng rất bình thường. Người đừng quên lúc trước Tần Quan Sơn thời điểm chết hắn cũng bất quá là một cái mới vừa sinh ra hài tử. Tào ngưng lông mày, nhìn thần sắc so trước đó đối mặt Tần Phong thời điểm còn muốn nghiêm túc. Phảng phất Tần Phong trong mắt hắn chính là một cái không quan trọng gì người, đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì. So sánh dưới, hắn đối với Tần Thiệu Phong hứng thú càng lớn. Hắn một cái tay thói quen phóng tới cái cầm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ta ngược lại thật ra cảm thấy. Thứ này rất có thể ngay tại bên trong thân thể của Tần Thiệu Phong. Bên trong thân thể, nói như vậy có thể tránh thoát tất cả mọi người mí mắt đem hạt giống mang đi. Hơn nữa có thể tiếp tục lưu lại Tần Thiệu Phong bên người, cũng chỉ có cái này một cái phương pháp. Coi như không có tiêu thất, Tần Thiệu Phong cũng không khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Tào ngờ tới cũng không phải là không có đạo lý. Thế nhưng là, chúng ta muốn làm sao xác nhận đồ vật ở trong cơ thể hắn, như thế nào lấy ra đâu? Joseph lại độ đưa ra nghi vấn, người đừng quên. Chúng ta ai cũng chưa thấy qua hạt giống đến cùng hình dạng thế nào, cũng không biết nó có công hiệu gì. Thật sự là rất khó phân biệt a. À? Người biết vì cái gì ta lần này đột nhiên muốn đi theo các người cùng tới Long Quốc sao? Joseph lần này cũng tới hứng thú. Tại quá khứ trong 10 năm, Nam Dương giáo hội hai lần đến Long Quốc tham gia giao lưu hội, nhưng mà Tào đều trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, chỉ nói bây giờ thời cơ chưa tới. Phải biết, thời gian 10 năm hắn nhưng là liền Long Quốc nhân đều rất ít gặp. Xin lắng tai nghe, ba nguyên nhân, Tào đùa bỡn trên ngón tay một cái nhẫn ngọc nhìn về phía trước sắp đến hội trường. Đệ nhất ta có thể tin tin tức, biết được sở hoài giang bây giờ đã bị nhốt vào vũ thần điện dưới mặt đất lao tù. Võ thần điện nội bộ đại loạn. Có lẽ chúng ta có thể từ trong thu lợi không thiếu. Điểm này Joseph cũng không có quá ngoài ý muốn, xem ra hắn cũng đã nhận được không thiếu tin tức. Sở Hoài Giang vừa biến mất. Quốc gia khác cao tầng cũng đều sẽ nhận được tin tức. Joseph cũng biết, lần này bọn hắn tới ngoại trừ tham gia giao lưu hội, cũng phải bị phạt đòn dò xét vũ thần điện hư thực. Bất quá đó cũng không phải trọng yếu nhất. Thứ hai, Tào tựa Hồ biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, đem điểm thứ nhất nhẹ nhàng mang qua, tiếp tục nói, "Ta rời đi Long Quốc 10 năm. 10 năm này thời gian, ta một mực đang suy nghĩ nên như thế nào cầm lại ta đã từng mất đi đồ vật." Lần này, ta muốn quang minh chính đại trở về, mà không phải giống như 10 năm trước như vậy. Giống một cái chó nhà có tăng vậy rời đi. Trước kia tàu liên lạc với Nam Dương giáo hội lúc đi đón hắn người chính mình. Thời điểm đó tàu có bao nhiêu chật vật hắn là thấy tận mắt. Nếu như không phải mình kịp thời đuổi tới, chỉ sợ tàu đã chết. Thậm chí trở lại Nam Dương sau đó, tàu cũng tại trên giường nằm ròng rã thời gian một năm mới có thể xuống đất lại tu dưỡng dòng dã một năm mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu luyện võ khôi phục lần này tàu trở lại long quốc nếu như không phải mang theo niềm tin tuyệt đối thì sẽ không đạp vào long quốc quốc thổ nghe vậy joseph trong nháy mắt trợn to mắt mặt mũi tràn đầy đều viết không thể tin nếu không phải là trong xe hắn chỉ sợ muốn trực tiếp nhảy dựng lên phải biết tìm kiếm hạt giống quá trình bên trong vấn đề khó khăn lớn nhất kỳ thực chính là tất cả mọi người đều không biết cái gọi là hạt giống đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao chính vì vậy cho nên hạt giống tồn tại mới một mực bị hoài nghi thị không phải chân thực rất nhiều người cho rằng có lẽ cái gọi là hạt giống cùng bất tử cảnh kỳ thực chính là một cái truyền thuyết mà thôi Joseph bởi vì quá kích động thậm chí trong miệng long quốc ngữ đều không phải là rất tiêu chuẩn thậm chí còn sen lẫn lên vài câu tiếng anh cặp kia con mắt màu xanh lam cũng bởi vì kích động tinh quang bắn ra bốn phía tào lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn cười nói Joseph đã ngươi cũng biết ta một mực không nói ra miệng liền nên minh bạch đây là một cái bí mật không phải sao Joseph tiếp xúc đến ánh mắt của hắn cũng tỉnh táo lại, lập tức hiểu rồi tạo ý tứ. Hắn cố gắng chế trụ kích động của mình, gật đầu một cái, người nói rất đúng. Trường 1278 khi sư ái đồ sau đó hai người không có nói thêm nữa, Joseph nhưng là từ sau xem trong kính liếc mắt nhìn tàu sắc mặt. Mặc dù tàu tại đi Nam Dương phía trước liền cùng hắn là thân mật đồng bạn hợp tác, hai người hợp tác thân mật vô gian nhưng mượn dùng Long Quốc Nhân một câu nói, thân huynh đệ còn muốn tính rõ ràng. Cho nên cho dù Tàu đã chính thức chuyển quốc tịch, hơn nữa cũng tại Nam Dương 10 năm, bây giờ cũng là Nam Dương giáo hội nhân vật trọng yếu. Nhưng mà Joseph cùng hắn ở giữa như cũ bảo lưu lấy không thiếu bí mật. Bao quát bây giờ, Tàu trong miệng nói tới hạt giống bộ dáng tại chính thức nhận được hạt giống phía trước. Hắn là tuyệt đối không hỏi được. Hạt giống chỉ có một khỏa, mong muốn người lại có vô số. Tào biết hạt giống bộ dáng thì tương đương với so với người khác nhiều gấp đôi phần thắng. Ai cũng không thể cam đoan bên cạnh người đang ngồi có phải hay không sẽ ở một giây sau liền từ bằng hữu biến thành địch nhân. Vừa vặn lúc này xe đã lái vào hội trường, trực tiếp ngừng ở cửa phòng yến hội. Lạc Ngọc nghi ngờ mang theo Nhiếp Bình trương bọn người đã sớm chờ ở cửa, mà Tần Thiệu Phong hai vợ chồng đứng ở phía sau. Đang duỗi cái đầu đánh giá đến đây đội xe, nhìn thấy cái này thanh nhất sắc lao vụt Bentley, Tần Thiệu Phong hai vợ chồng con mắt đều nhìn thẳng, hung hăng mà nuốt nước bọt. Không gặm nổi đem chồng mắt móc đi ra dán tại trên cửa xe cái này nhiều xe sang trọng như vậy a à, hôm nay cái này giao lưu hội bọn hắn đều hỏi thăm rõ ràng hiện trường còn sẽ có không thiếu quan lớn quý tộc có thể nói là cảnh tượng hoành tráng ai không hy vọng bản thân có thể trở thành loại trường hợp này bên trong tiêu điểm đâu bên cạnh nhiếp bình trương hơi lườm bọn hắn liền không nhịn được nhíu mày thoáng qua một vòng ghét bỏ khi nhìn đến bọn hắn nói chính xác là nhìn thấy tàu trong nháy mắt Lạc Ngọc nghi ngờ lộ ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường, chắp tay cười nói, Joseph tiên sinh, Tào tiên sinh, đã lâu không gặp. Lạc Ngọc nghi ngờ từ chối cho ý kiến, tiểu Tào tiên sinh khách khí. Mười năm không thấy, người ngược lại là cùng mười năm trước rất khác nhau. Lạc Ngọc nghi ngờ hơi híp mắt lại nhìn xem hắn, người này, chính là đã từng long đạo lăng ái đồ. Bàn long điện thiếu chủ, Tào nhất định sao? đã từng long đạo lăng thủ hạ đông đảo nhưng chân chính thừa nhận đệ tử cũng chỉ có một người đó chính là tào nhất định sao tào nhất định sao từ nhỏ tại bên cạnh long đạo lăng lớn lên nói cùng long đạo lăng quan hệ giống như phụ tử cũng không quá đáng chút nào bởi vì tào nhất định sao phụ thân đã từng là long đạo lăng thân tín thế nhưng là đang bồi long đạo lăng tung hoành thiên hạ thời điểm vì cứu long đạo lăng chết nhưng mà có thể nói Long Đạo Lăng chính xác một mực đem Tào Nhất Định sao xem như con trai ruột của mình đối đãi, mặc dù một mực là lấy sư phụ thân phận nhưng mà lại đem chính mình suốt đời tuyệt học đều dạy cho hắn. Theo lý thuyết, bàn Long Điện Nguyên bản hẳn là thuộc về Tào Nhất Định sao? Chỉ cần nàng kiên nhẫn chờ đợi, lưu lại bên cạnh Long Đạo Lăng, bàn Long Điện hết thảy đều sẽ thuộc về hắn thế nhưng là không biết vì cái gì, 10 năm trước trận kia nội loạn, Tào nhất định sao, thế mà lại trở thành người chủ đạo. Vô luận là Hoàng Giang vẫn là những người khác. Trước đây đều là bởi vì Tào nhất định sao một câu nói, mới phát động nội loạn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này sớm muộn đều biết trưởng khống toàn cục người, lại đã đợi không kịp. Trước một bước hạ thủ trở thành phản đồ ai cũng không biết lúc đó Tào Nhất Định sao đến cùng là nghĩ gì, hắn đến cùng tại gấp cái gì. Nhưng là bây giờ nhìn, Lạc Ngọc nghi ngờ cùng Tào Nhất Định sao tựa hồ 10 năm trước liền quen biết, cái này khiến bên cạnh Nhiếp Bình Trương đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Lạc Ngọc nghi ngờ rất ít đi ra sơn môn lần này cần không phải là bởi vì dây sắt sơn trang danh tiếng giảm nhiều, lão nhân già ông ta vì nâng đỡ chính mình, cũng là sẽ không đích thân lộ diện. Nhưng mà ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không cách nào hỏi. Nhưng trăng tròn giáo hội địa vị lại vô cùng củng cố, ở giáo hội trong liên minh, chiếm hữu quyền phát biểu tuyệt đối bởi vì trăng tròn giáo hội không chỉ có thực lực cường hãn cùng tài lực càng có hơn khó lường bối cảnh là cùng quan phương móc nối tồn tại thậm chí hiện nay quốc chủ cũng là trăng tròn giáo hội tín đồ nước ngoài cùng long quốc khác biệt giáo hội tồn tại phân lượng là tương đương nặng thậm chí có quốc gia cả nước cũng là tín đồ mà joseph thân phận chính là đời sau trăng tròn giáo hội đại chủ giáo, tương đương với vũ minh đời sau hội trưởng, nhưng mà thực quyền chính xác so hội trưởng càng nhiều. Joseph cũng mười phần lễ phép hướng Lạc Ngọc nghi ngờ lên tiếng chào, sau đó mới là đằng sau xuống xe giáo hội người đại biểu, đi lên lần lượt cùng Lạc Ngọc nghi ngờ vấn an. Quá trình này không có gì đáng nhắc tới, nhưng mà tàu tất an hòa lạc ngọc nghi ngờ sau khi chào hỏi, ánh mắt liền rơi xuống trên thân tần thiệu phong. Thừa dịp lạc ngọc nghi ngờ cùng những người khác giao tế, hắn chủ động đi tới tần thiệu phong trước mặt, mỉm cười hướng hắn đưa ra một cái tay, không có đoán sai. Người hẳn là tần quan sơn tần tiên sinh con trai A. Tần thiệu phong thụ sủng nhược kinh, dù sao hắn nhìn ra được tàu tất an thân phần không thấp nghe vậy vội vàng đưa tay ra vâng 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 ta liền là tần quan sơn nhi tử tào nhất định sao nghe vậy ánh mắt hơi động một chút